Thưa sư, xin giảng về thân kiến, thường kiến, đoạn kiến và giới cấm thủ. Cái thân kiến đó là một cái thấy mà ở đó người ta cho rằng có một cái tôi, và chính vì có cái tôi cho nên có cái của tôi. Đó là thân kiến. Còn thường kiến nó có ba. Thứ nhất là cho rằng có một cái đấng tạo hóa, có một cái đấng tạo hóa mà có thể quyết định cái quyền sanh sát, quyết định số phận của một người, quyết định một người nào đó là phải chịu khổ hoặc là được sung sướng, một người nào đó là sẽ bị nghèo hoặc sẽ được giàu. Đó là thường kiến. Cái thường kiến thứ hai đó là tin rằng là có một cái tôi thường hằng bất biến, thì nó là thuộc về cái thân kiến, thường kiến. Một cái tôi thường hằng bất biến, mình là người thì mình có tái sanh làm con chó thì nó cũng là người, cũng là người mà mang thân chó. Còn một con chó mà nó có tái sanh làm người thì nó cũng là chó đội lốt người, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Nhưng mà nó là một cái kiểu thứ hai của thường kiến. Cái thường kiến thứ ba là tin vào một cái cảnh giới mà ở đó sự giác ngộ đi ngược lại với cái lý tứ đế. Còn cái đoạn kiến nó có ba. Thứ nhất là cho rằng mọi thứ ở đời đều là ngẫu nhiên, có nghĩa là hên xui đó. Thì cái việc mình ai đó giàu nó là hên thôi, còn mà nghèo là xui. Còn cái ai mà chết trước, ai chết sớm đó, thì nó là xui, nó là cái ngẫu nhiên. Còn ai mà tuổi thọ được mọi người yêu mến thì nó cũng là cái sự ngẫu nhiên, chứ nó không có cái nhân quả nghiệp báo gì ở đây hết. Đó là đoạn kiến. Cái đoạn kiến thứ hai đó đó là cho rằng không có thiện ác, chẳng qua là cái gì mà loài người ưa thích đó, thì gọi đó là thiện, còn cái gì mà mình không thích thì gọi nó là ác. Thực tế thì thiện ác nó là như nhau, chứ nó không có nghiệp và quả của nghiệp. Và cái đoạn kiến thứ ba đó là cho rằng cái gì mà mình không thấy, không chứng minh được thì nó không có. Ví dụ như không có thiên đàng, không có địa ngục, không có các vị Phật quá khứ và sẽ không có các vị Phật vị lai, thì nó là đoạn kiến. Và cái giới cấm thủ thì đó là cái sự tuân theo những cái giáo điều mà thứ nhất mình không hiểu vì sao mà phải tuân theo, cái giáo điều đó có ý nghĩa gì, và cái thứ hai là các cái giáo điều đó nó đi ngược lại với con đường giải thoát mà mình vẫn cứ tuân theo, thì đó gọi là giới cấm thủ.